You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. Nếu như chưa biết làm gì để mình sẽ có thể trở nên lung linh và có điểm nhấn hơn trong những buổi sự kiện mà mình tham dự, thì ngày hôm nay Melia cùng với em Trang sẽ mang đến cho tất cả các quý cô xinh đẹp của Trang một sự lựa chọn vô cùng đắt giá luôn. Một chiếc đầm hoàn hảo được pha phối giữa nền chất liệu vải taffeta cao cấp và hai tông màu kinh điển trở thành xu hướng của thời tiết mùa hè, đấy chính là tông màu đỏ và tông màu trắng nhé. Ngoài ra thì nó sẽ còn đem đến cho chị em mình được một hiệu ứng tôn da một cách tuyệt vời nữa. Các chị có thể nhìn thấy rằng chiếc đầm của chúng ta gây ấn tượng bởi một form dáng rất đỗi hoàn hảo đúng không ạ? Phần dưới của chúng ta sẽ là những đường dập ly tạo nên một độ bồng cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh đó thì nó sẽ có thể giúp cho chị em mình che giấu đi toàn bộ mọi phần khuyết điểm ở phần thân dưới chưa được thon gọn. Và ở phần thân trên của chúng ta thì lấy cảm hứng từ họa tiết một chiếc nơ thì các nhà thiết kế đã tạo hình cho chúng ta được một phần tay vô cùng là điệu đà để giúp cho chị em mình che đi phần bắp tay chưa được thon gọn. Và Trang biết rằng là chị em mình chỉ tự tin nhất khi mà khuyết điểm được che đi và ưu điểm được tôn lên. Chính vì vậy nên là chiếc đầm mà Trang đang mặc ở đây nó sẽ là một cái thứ vũ khí bí mật để nó giúp cho các chị của em trở nên tỏa sáng hơn trong những buổi party mà mình tham dự. Và ngay bây giờ thì chúng ta còn chần chờ điều gì mà không tham gia vào một chính sách hoàng online cực kỳ ưu đãi giúp em ạ. Chúng ta sẽ toàn quyền được kiểm tràng trước khi thanh toán và Melia miễn phí ship toàn quốc cho các chị luôn. Và với thiết kế này thì bên em đang có sẵn tại tất cả các hệ thống showroom của Melia trên toàn quốc. Nếu như mà các quý cô xinh đẹp của Trang có thời gian, em luôn hoan nghênh sự hiện diện và có mặt của tất cả các chị để có thể thử cận chất form đầm xinh đẹp này lên người nhé.